Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2023. Và tôi xin thưa với các bác, chúng ta quay trở lại câu chuyện về vụ án Việt Á và những lời khai của những người trong cuộc. Và đây có một cái điều rất đáng chú ý và tôi nghĩ rằng là để làm rõ nhiều cái vấn đề liên quan tới lời khai của một số nhân vật thì có lẽ tòa cũng nên rằng là triệu tập Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để làm rõ những cái vấn đề này, để từ đó người dân có thể nhìn rõ được cái vai trò trách nhiệm của những bị can ở trong vụ án này là như thế nào, đúng không? Mong rằng là các bác hãy tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Tại sao tôi lại phải chia sẻ như thế? Bởi vì chúng ta có một cái bảng tổng kết trong ngày Chủ nhật ngày hôm nay mà báo Dân Việt đưa ra. Đó chính là những phát ngôn đáng chú ý trong 3 ngày xét xử vụ án Việt Á. Và ở đây tôi chia cái này ra thành hai bên. Một là cái vấn đề tham nhũng có phải là văn hóa đúng hay không? Bởi vì tôi thấy rằng có sự đồng lòng rất nhiều của nhiều người ở trong này. Họ gửi tiền, họ nhận tiền, họ nói rằng đây là phong tục của Á Đông. Vậy thì chúng ta hãy thử xem nhé. Ví dụ như thế này, có những cái phát ngôn. Đầu tiên là một cái sự hài hước của ông Trung Ngọc Anh, thì ông nói rằng là tinh thần khi mà hỏi rằng là khi được mà được viện kiểm sát hỏi là có bị ép buộc trong khai báo hay không, thì vị này cười và nói rằng là không, viện kiểm sát thấy tinh thần sức khỏe của tôi phong độ thế này thì chắc chắn không bị ai ép buộc. Thế thì nữ kiểm sát viên nói luôn, vậy thì với tinh thần phong độ thế này thì đề nghị bị cáo tiếp tục trả lời. Đó. Thì trong ông nói rằng là 200.000 đô la Mỹ là đô la Mỹ do Phạm Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á tặng vào vali mang về trong gara, nhưng hiện tại thì không tìm thấy. Thế thì không biết rằng là ai đã thủng kép cái chỗ này và ôm cái vali là đi mất. Cái này thì có lẽ rằng là tôi không biết, nhưng mà trong một cái gara thì có lẽ rằng là trả lại trong quá trình khám xét nhà ông thì lại không thấy chăng, đúng không? Hay là chỗ đấy đã bỏ quên mất, và người nhà của ông trong quãng từng đấy thời gian trở lại cũng không tìm thấy cái này. Camera của nhà ông thì chắc chắn có nhiều, thì liệu rằng là có ai vào đột nhập hay không thì không biết, không thể nói. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ rằng là cái vali chứa 200.000 đô la Mỹ đã biến mất tiêu. Xin thưa các bác, đã biến mất tiêu. Và đấy là một chuyện nó rất là hài hước và khó ai có thể tin được cái điều này. Nhưng mà thật sự nó có một cái sự vô sỉ thế này. Ví dụ như Phan Quốc Việt nói rằng thế này: đưa tiền cho quan chức vì chia sẻ với nhau theo tinh thần Á Đông. Có để ý từ Á Đông nhé. Chia sẻ với nhau theo tinh thần Á Đông. Và ở đây là trả lời câu hỏi vì sao đưa 200.000 đô la Mỹ cho Nguyễn Văn Trịnh là cựu trợ lý phó thủ tướng. Thì Phan Quốc Việt giải thích là chia sẻ nhau theo tinh thần Á Đông. Và giải thích lý do cho đưa tiền Trịnh Anh Hùng thì cựu vụ phó Bộ Khoa học Công nghệ. Thì Việt nói rằng là anh Hùng rất nhiệt tình, chỉ muốn có kit test phòng chống dịch. Nhiều khi thì 3-4 giờ sáng gọi, dí bị cáo làm cho được, cho nên khi Việt Á nhận thanh toán, bị cáo đưa tiền cho Hùng để chia sẻ. Đó. Phan Quốc Việt cũng chi là 106 tỷ đồng hối lộ quan chức và được chia theo các nguyên tắc như là vị trí công việc, đóng góp của từng người, lợi nhuận của công ty Việt Á. Ông Tạc này thì cũng nói rằng là quà Tết thì phù hợp với phong tục Á Đông nên bị cáo đồng ý nhận. Đúng không? Qua Tết mà đó thì Á Đông cho nên rằng là nhận. Còn bí thư Hải Dương thì nói rằng là chọn Việt Á vì tin tưởng vào tư lệnh này. Và đặc biệt có một cái chú ý thế này, đến đây thì tôi mong rằng là các bác chú ý nhá để thấy rằng câu chuyện thế này: khi được hỏi lý do chọn công ty Việt Á là đơn vị cung cấp kit test 19 cho Hải Dương, thì bị cáo Phạm Xuân Thăng khai rằng là bị cáo Nguyễn Thanh Long là người đứng đầu Bộ Y tế, là tư lệnh ngành mà giới thiệu, nên tôi tin tưởng. Tôi có hỏi lại bị cáo Phạm Mạnh Cường là giám đốc Sở Y tế Hải Dương thì Cường bảo được Việt Á vào thì tốt quá, nên tôi đồng ý. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thì nói một cái câu như thế này: ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu Bộ Y tế rút quân về để Việt Á làm. Đây là một cái câu rất là chi tiết nha, rất là căng nha các bác. Ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu Bộ Y tế rút quân để Việt Á là rút quân nha. Thì nguyên do là do trả lời vì sao câu hỏi rằng là giới thiệu công ty Việt Á với bị cáo Phạm Xuân Thăng, thì cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thì phân trần:
Tôi cử bốn đơn vị thiện chiến nhất của Bộ Y tế về hỗ trợ Hải Dương để dập dịch, xét nghiệm miễn phí. Sau đó, thì ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu Bộ Y tế rút quân về chỉ để Việt Á làm thôi. Và cũng theo ông Long thì Phan Quốc Việt là nhờ nhiều người khác tác động nhưng ông không dành cho công ty Việt Á bất kỳ ưu ái nào. Vị này khai rằng là tôi cũng từ chối giới thiệu Việt Á đến các đơn vị thuộc Bộ Y tế vì thấy rằng là cần phải công bằng. Đơn vị nào đấu thầu được sản phẩm nào thì dùng sản phẩm đó. Ghê không? Vậy thì ông Long là vô can trong cái việc đó. Vậy thì chúng ta tự hỏi rằng là bên Bộ Y tế rút quân thì có lẽ thời điểm đó ai đứng đầu cái ban phòng chống dịch? Ai đứng đầu phó ban phòng chống dịch? Thế cho nên trong cái vụ án này thì có lẽ rằng là tại sao bị cáo Long lại có thể gọi điện nhiều như thế để mà sẵn sàng đi gặp với gọi theo đề nghị của Thủy? Thủy chỉ là một cái chuyên viên. Việt Á thì ông Long cũng chỉ biết rằng là sau ngày 2 ngày tiếp quản vị trí bộ trưởng thì mới biết đến Việt Á. Thế về Bộ Y tế thì mới biết đến Việt Á. Vậy thì chúng ta thấy lạ không? Quá lạ ấy, đúng không? Rất kỳ lạ. Ông Long vậy thì chả chơi thân gì với Việt Á. Thế mà cuối cùng là hỗ trợ rồi là chỉ đạo giới thiệu bị cáo Thăng vân vân. Thậm chí là khi mà cử bốn thiện chiến đến thì sau đó rút quân của Bộ Y tế về hết, để lại cho bên phía của Việt Á làm. Thế thì ở đây ban chỉ đạo phòng chống dịch là của Thủ tướng Đức, đặc biệt ở đây là có thêm cả cả trợ lý của Thủ tướng và của Phó Thủ tướng, đúng không? Trợ lý của Phó Thủ tướng. Vậy thì chúng ta cũng tự hỏi một cái câu rằng là tại sao lại như thế? Người văn chỉnh kiểm trợ lý của Phó Thủ tướng chẳng hạn, tại sao lại như thế? Thế thì rõ ràng là câu hỏi này có lẽ các cán bộ mặc dù kể cả nghỉ hưu của chẳng nữa nhưng cũng nên thực hiện cái quyền công dân của mình, tức là lên tiếng để cho mọi người nhìn rõ cái sự việc này nó là như thế nào, để mà đầy đủ thông tin cái quyết định trong cái thời điểm đó, cái bối cảnh ra quyết định đó, thì như vậy người ta sẽ có một cái nhìn khách quan hơn thay vì cái mập mờ mập mù như một cái làn sương làn khói mờ ảo. Ngoài ra thì đối với tôi ấy, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nên trả lời trước công luận về cái vaccine Nanocovax. Vaccine Nanocovax, bởi vì Phó Thủ tướng là cái người mà tiêm, và hình ảnh đó là cái hình ảnh có thể nói rằng quá vĩ đại. Quá vĩ đại. Đến tôi xin thưa với các bác rằng là thời gian đầu tôi còn chờ cơ. Tôi không muốn dùng của Pfizer. Tôi không muốn dùng của Johnson. Của Johnson. Tôi không muốn dùng của các thứ khác. Mà tôi cố gắng tôi chờ được cái nào của bác. Bởi vì tôi hy vọng rằng nó là một trong thành tựu công nghệ. Mà Phó Thủ tướng mà đã tiêm rồi thì xin thưa các bác rằng là tôi tin ngay. Và tôi ủng hộ nhiệt tình. Bác nào nhớ được đó, tôi ủng hộ rất nhiệt tình. Thế nhưng rồi dần dần thông tin nó đầy đủ hơn. Và cuối cùng thì Nanocovax là không được cấp phép. Vậy thì cũng nên trả lời trước công luận rằng là tại sao không được cấp phép? Cấp phép thử như thế này có gây di chứng gì hay không? Những người thử nghiệm thì hiện nay đang như thế nào? Sức khỏe có được theo dõi sau cái thời gian đó hay không? Thì chúng ta cũng phải suy nghĩ. Đúng không? Thì cái này rõ ràng tôi thấy rằng là các vai trò thì trên cái tinh thần công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, thì với những cái vụ việc như là Việt Á và các vụ khác thì có lẽ rằng là tôi thật sự tôi rất mong Phó Thủ tướng trả lời được cái việc đó. Có lẽ rằng là còn nhiều câu hỏi mà các vụ đại án còn nợ nhân dân những câu trả lời. Cái việc vênh ra cái thông tin là trước đây người ta nói rằng là 80% cổ phần Việt Á không được công khai, cho tới khi mà đại án ra thì để công khai rằng là chỉ có 4 cổ đông, trong đó Phan Quốc Việt và vợ mình là chiếm phần lớn. Nó ngược lại với cả cái thời kỳ trước khi báo chí thông tin. Vậy thì tại sao lại có vênh như thế? Thì có lẽ rằng là ngay cả Bộ Thông tin và Truyền thông, việc lấy thông tin từ đâu ra? Ví dụ bọn tôi chỉ cần đưa thông tin sai lệch một chút thôi là ăn tù tươi ngay. Ăn tù tươi ngay, xin thưa các bác thế. Cho nên tôi rất thận trọng vấn đề thông tin là như vậy. Thì muốn rằng là cũng là chỗ mình là mình phải đúng đủ về thông tin. Sai lệch một phát cái tù tươi ngay. Và ở đây rõ ràng là bên thông tin thì rõ ràng các báo chí, quản lý báo chí là Bộ Thông tin Truyền thông, thì cũng thử xóa xem mà tại sao báo chí trước thì nói rằng là 20% của Việt Nam ba người kia làm, 80% còn lại không biết là ai, và đó là câu hỏi bí ẩn, để từ đó rằng nó tạo rất nhiều cái thuyết âm mưu. Vậy thì rõ ràng cái câu chuyện này
Bộ Thông tin Truyền thông cũng thuộc bên phía của Thủ tướng, của Đức Đảng chỉ đạo lãnh đạo về cái ngành đó. Bây giờ chúng ta cũng phải suy nghĩ chứ, đúng không? Bây giờ rất nhiều dấu hỏi, và thật sự rằng là với cách trả lời của trên này, tôi cảm thấy họ hình như, đặc biệt là ông Long với cả một số người khác, họ hình với cả ngay cả thái độ cười cợt của anh Hoàng Quốc Việt, thì tôi cảm thấy vụ án này nó vẫn còn có nhiều điều mà chúng ta cần phải hoài nghi. Đôi điều chia sẻ với bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.